Khải Đào và Mai Tuấn cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục câu chuyện Hoa Kỳ của chúng ta đối với Kim Jong Un của Bắc Hàn. Thưa quý khán thính giả, mời Khải Đào. Dạ vâng, cảm ơn anh Mai Tuấn. Và kính thưa quý vị, Khải xin được tiếp tục cái phần là tại sao Nam Hàn vẫn không nao núng, thay vì như họ đối diện với cái sự gọi là tấn công bằng những cái dàn đại pháo của Bắc Triều Tiên vào Hán Thành, mà họ lại để yên cho Tổng thống Trump có những cái lời khiêu khích Kim Jong Un như vậy. Lỡ cái anh chàng này anh khùng lên, anh gọi là tuyên anh làm chiến thiệt. Dạ, thì lúc đó Hoa Kỳ rõ ràng là không bị thiệt hại, nhưng mà dân chúng Nam Hàn sẽ lãnh đủ hậu quả. Nhưng mà kính thưa quý vị, giống như chúng tôi trình bày, quân đội của Hoa Kỳ, những vị tướng của Hoa Kỳ, tức là những cái người nắm được thực lực, biết được những cái vũ khí của Hoa Kỳ, thực lực của Hoa Kỳ hiện giờ, có lẽ họ đã gọi là trấn an được về phía Nam Hàn, là tạm thời thải sinh được sờ voi như sau. Tức là ngoài về Nam Hàn đó thì cho Mai Tuấn insert thêm vào với những gì mà Khải Đào đang nói, thì về phía Hoa Kỳ đã vậy đối với Nam Hàn, nhưng mà riêng Nam Hàn thì cũng như Nhật Bản, họ đều có những người ủng hộ Hoa Kỳ mạnh lên, giống như Tổng thống Donald Trump nói. Riêng các chính phủ thì đều ủng hộ, riêng Nam Hàn thì không có mạnh lắm. Lý do là bởi vì Nam Hàn ngày năm sắt cánh đó, và một cái nữa là cái tâm lý của người dân Nam Hàn, họ không có muốn bị thiệt thòi một cách trực tiếp. Rõ ràng. Chỉ có một điều là cái chính sách hòa hoãn, tìm cái sự gọi là dung hòa của ông Dae Jung, tân tổng thống của Nam Hàn, thì có lẽ sẽ không có được bám trụ nữa, là bởi vì Hoa Kỳ đã tuyên bố mạnh như vậy, và rất có thể, chả biết đâu được, ngài tổng thống của chúng ta được sự chấp thuận của quốc hội trong một cái lĩnh vực nào đó thì sao. Đó, cho nên là còn riêng của Nhật Bản đó, thì thủ tướng Nhật Bản rất hăng hái và rất mạnh mẽ, họ lại còn sẵn sàng để họ chống để chống các cái, có nghĩa là ý nói là Bắc Triều Tiên đã coi như là ý nói là Nhật Bản ơi, chúng tôi sẽ không có dám đụng đến quý vị đâu, đúng không ạ? Thì ông Nhật lại nhào ra là tự đòi là sẽ gọi là tham gia bắn hạ những cái sẵn sàng bắn hạ, vì họ có dư khả năng. Và Nam Hàn cũng có dư khả năng ý về ta đã nằm ở đó rồi. Thành ra quý vị thấy là trong cái cuộc chiến tranh Iraq á, Nam Hàn thì cũng không khác gì Do Thái. Quý vị nhớ trước khi chiến tranh xảy ra, ai cũng nghĩ là khi mà khai hỏa một cái là Iraq sẽ bắn những cái dàn Scud của họ qua Do Thái, và đến lúc đó Do Thái chịu không nổi, đúng không ạ? Tức quá thì sẽ là phải tấn công Iraq bằng vũ khí nguyên tử hay bằng không quân. Thì lúc đó toàn vùng, tức là những cái nước Ả Rập trong vùng, đúng không ạ, thì sẽ tham chiến, là lúc đó cái liên minh của Hoa Kỳ sẽ vỡ trận, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng Hoa Kỳ đã trấn an được Do Thái, họ đã gọi là bảo đảm rằng cái hệ thống phòng thủ tên lửa của họ có thể bảo vệ được cho Do Thái. Và chúng ta thấy rõ ràng là Do Thái cũng chỉ chết với cái số thương vong rất là giới hạn, đúng không ạ? Thì trở lại vấn đề, kính thưa quý vị, ngoài cái vấn đề những trái bom đầu tiên để tiêu diệt hoàn toàn những cái cơ quan đầu não, những cái bộ tư lệnh, những cái hầm trú ẩn tổng tư lệnh của Bắc Triều Tiên, những cái dàn tên lửa hạt nhân, thì nếu mà có cả ngàn, họ phải nghĩ là Bắc Triều Tiên với cái tư duy cách đây mấy chục năm, họ nghĩ số lượng, họ nghĩ là bây giờ tụi mình có cả mấy chục ngàn cái khẩu pháo, bây giờ làm sao mà B-52 có đủ máy bay B-52 để tiêu diệt hết mấy chục ngàn cái khẩu pháo này. Kính thưa quý vị, họ lầm. Tại vì ngoài cái hỏa lực của Hải quân Hoa Kỳ, mà nếu mà quý vị nào mà theo dõi những cái phim mà cái trận chiến mà Hoa Kỳ tấn công Okinawa đó, thì sẽ thấy họ sang bằng bình địa luôn cái đảo đó, đúng không ạ? Với cái hỏa lực của Hải quân cách đây 60 năm thôi. Kính thưa quý vị, có lẽ là trong, nếu mà có cuộc chiến Bắc Triều Tiên này xảy ra, có lẽ là lần đầu tiên, thay vì là nhân loại chứng kiến cái sự hủy diệt của vũ khí nguyên tử, thì thế giới sẽ được chứng kiến cái sức mạnh hỏa lực của cái chúng tôi gọi là súng từ trường. Thưa anh Mai Tuấn, có lẽ là cái bây giờ không phải là đầu đạn hạt nhân nữa, mà là đầu đạn titanium. Thì theo Khải biết, cái đầu đạn titanium này nó đơn giản, nó không có chất nổ, không gì hết, nó chỉ là một cái khối sắt bằng cái chất liệu titanium, nó cứng rắn kinh khủng, nó chỉ thua kim cương thôi. Và với một cái tốc độ siêu nhanh thì cái sức tàn phá của nó, kính thưa quý vị, họ nói là tương đương với một trái bom nguyên tử nhỏ, nhưng mà nó không có để lại cái di hại của những cái chất phóng xạ.
Và kính thưa quý vị, với cái súng từ trường thì thay vì anh Mai Tuấn cứ tưởng tượng là bắn đại bác đúng không ạ, thì mình bắn bùm bùm bùm, thì cái này nó có thể bắn giống như đại liên, kính thưa quý vị, tức là bắn vô thời hạn, bắn nhanh, trong vòng một phút có thể bắn cả trăm cả ngàn phát đạn. Và mỗi một trái đạn, mỗi một cái đầu đạn thay thế như vậy, nó có sức công phá tương đương một cái trái bom nguyên tử nhỏ. Thì dù có Bắc Triều Tiên có mấy chục ngàn trái pháo như vậy, thì những cái súng từ trường này họ sẽ tiêu diệt đúng như vị lời vị tướng không phải hiểu nói, trong vòng một nút nhạc. Có nghĩa là quý vị tưởng tượng súng điện tử mà bắn bằng từ trường, bắn đầu đạn thay thế, nó không có gọi là, nó rất là nhanh anh, và tọa độ giống như bằng máy computer chứ không phải là dùng người để nhắm. Nói tóm lại với những gì Khải Đào đang trình bày thì chúng ta thấy là cái khả năng về chiến lược cũng như là khả năng về tài lực, vũ khí của Hoa Kỳ trội vượt hơn Bắc Hàn ngàn vạn lần, chứ không phải là một vài trăm lần, thưa quý khán giả. Và chúng tôi chỉ thắc mắc có một điều là không biết lý do tại sao, như cách đây hơn một ngày chúng ta đã nói đến, Liên Hợp Quốc đã đồng thuận để ra lệnh trừng phạt Bắc Hàn nặng như vậy, Bắc Hàn vẫn cười, có phải không Khải Đào? Dạ vâng. Rồi chúng ta lại ngày hôm nay nói đến cái chuyện mà Hoa Kỳ tướng này tướng nọ lên tiếng, rồi Bộ trưởng Ngoại giao lên tiếng, rồi ông James Mattis Bộ trưởng Quốc phòng lên tiếng, và dĩ nhiên là Tổng thống Donald Trump lên tiếng còn mạnh mẽ hơn nữa. Tại sao Bắc Hàn vững cơ đến thế, vững chân đến thế, để có thể nói rằng thì là gần như là tuyên chiến với một nước siêu cường nhất thế giới, lý do tại sao Khải Đào? Dạ vâng, thưa anh Mai Tuấn và kính thưa quý vị, cái này truyền thông Hoa Kỳ họ đang dùng cái từ là war of words, có nghĩa là nếu mà dịch theo dân giả là mình nói là võ mồm. Kính thưa quý vị, giống như anh Mai Tuấn trình bày, nếu là võ mồm thì tại sao một người lãnh đạo siêu cường của một quốc gia lại đi đánh võ mồm với một anh nhãi ranh như vậy? Dạ vâng, cảm ơn anh Mai Tuấn đã đặt câu hỏi như vậy. Kính thưa quý vị, thứ nhất là giống như chúng tôi trình bày, tức là đối với truyền thông Hoa Kỳ họ rất là ngạc nhiên. Tại sao họ ngạc nhiên? Tại vì họ nói là cái anh, giống như anh Mai Tuấn nói, cái anh nhãi ranh này, tức là đối với họ cũng như chúng ta dùng từ chí phèo, đúng không ạ? Tức là những cái lời tuyên bố của anh ta nó gọi là nó xô giống như đu dây điện, tức là một lố lăng một cách gọi là hoang tưởng. Thành ra từ xưa đến giờ cộng đồng thế giới gần như người ta không có gọi là coi trọng cái những cái lời đe dọa đó, mà ta chỉ coi đó giống như những trò cười thôi. Thành ra quý vị thấy khi anh ta nói là trong vòng đã có 4 đầu đạn nguyên tử phải không ạ, chuẩn bị nhắm vào Guam và sẵn sàng để nhấn nút, thì kính thưa quý vị, cộng đồng thế giới, chính những người quân nhân của Hoa Kỳ cũng không ai mà thật sự sợ, lo ngại. Đúng vậy. Quan ngại. Ngay cả dân chúng ở đảo Guam cũng vậy. Dạ vâng. Thống đốc Pugo của đảo Guam cũng tuyên bố đó là chúng tôi chuẩn bị. Nhưng chuẩn bị dĩ nhiên là chả nhã mình bảo tôi cứ đi tắm biển tôi cứ chơi không thì nó vô lý. Dạ. Tôi chuẩn bị nhưng mà chúng tôi kể như là không có gọi là lo lắng sợ sệt gì cả. Dạ vâng, thưa anh Mai Tuấn, rõ ràng như vậy. Và kính thưa quý vị, anh chàng uổng này, anh ta không hề khùng điên, không hề bị tâm thần như chúng ta nghĩ. Tại vì mới nghe qua thì cảm thấy ồ, oh, wow, anh chàng này gan dạ quá phải không ạ, dám là nêu ra một cái điểm cụ thể, nó cho ngày giờ cụ thể mà nói là sẽ tấn công bằng vũ khí nguyên tử. Nhưng mà kính thưa quý vị, chính vì như vậy thì những cái người, Khải xin lỗi dùng từ này không có ý gì, có hiểu biết, nắm những cái vấn đề đó, thì người ta biết là chuyện này không có gì đáng lo ngại. Là tại vì sao, kính thưa quý vị, khi mà nói về vũ khí nguyên tử và ngoại hỏa tiễn thì chỉ có thể Nga hoặc là Hoa Kỳ bây giờ mới có khả năng chấm tọa độ để mà nó bắn trúng một cái tàu, bắn trúng một cái đảo nhỏ như Guam thôi, đúng không ạ? Còn những cái nước mà mới chập chững, mới bắt đầu đang thử hỏa tiễn đó, thì nếu mà thật sự họ bị tấn công mà họ muốn trả đũa đó, thì họ phải tìm một cái mục tiêu thật là lớn, thà là bắn qua cái biển Tây của Hoa Kỳ, hoặc là bắn qua Alaska, hoặc bắn qua Nhật thì còn có lý. Và anh đòi nhắm vào Guam. Hoa Kỳ, dạ vâng. Và anh lại còn cho biết ngày giờ nữa, thì rõ ràng là chỉ là một cái dịp để mà không quân, để mà Hoa Kỳ có thể thử, đúng không ạ, những cái hệ thống phòng thủ của họ thôi. Giống như Nhật Bản sẵn sàng tham chiến để thử cái hiệu quả, đúng không ạ, của cái vàng thác. Nhưng mà để Khải xin phép trả lời anh Mai Tuấn, đối với chúng tôi, cái anh chàng Kim Jong Un này, một là được Tổng thống Donald Trump nuôi dưỡng cho tiền, hoặc là vô tình anh ta là một cái phao
cứu sinh của Tổng thống Donald Trump. Kính thưa quý vị, tại sao anh Khải Đào lại nói đến hai cái điểm động đến Tổng thống Donald Trump của chúng tôi như vậy? Dạ mình, thưa anh Mai Tuấn, anh Mai Tuấn còn nhớ là cách đây vài ngày chúng tôi đã trình bày, tức là cái tình huống không ạ, của Tổng thống Donald Trump, và nhất là gia cảnh gia đình của ông ta là trong cái tình trạng gần như thập tử nhất sinh. Có nghĩa là đài Fox người ta cũng bắt đầu người ta chuẩn bị người ta đứng ra xa. Ý của Khải Đào nói rằng tổng thống Donald Trump đang ở trong cái thế tiến thoái lưỡng nam, tứ bề thọ địch. Dạ vâng. Của đối ngoại trong nội địa Hoa Kỳ hay sao? Dạ vâng, không những ông ta tứ bề thọ địch mà bây giờ ông ta còn đi một nước xa hơn nữa, là ông ta còn tấn công ngược lại. Bằng chứng là anh thấy là cuối tuần qua ông ta là lên tiếng phê bình ông Mitch McConnell, đúng không ạ, chủ tịch thượng viện, mà gần như còn ra vẻ nói anh chỉ nói một vài ngày trước thì ông ta là công kích xa gần thôi. Dạ. Nhưng mà mới ngày hôm qua là thứ năm đó, chính dạ. thức Tổng thống Donald Trump còn nói rõ là chủ tịch thượng viện, tức là ông Mitch McConnell đó, giờ dạ. Khải Đào nói đấy, tôi nói luôn là nếu không cái như nói một hiểu nghĩa rõ là nếu không chu toàn được cái trách nhiệm legislation, tức là về những cái luật. Dạ. Mà thông qua những cái đạo luật đấy mà ngài Tổng thống Donald Trump muốn thì step aside, nghĩa dạ. là từ chức đi, dạ. từ nhiệm đi để cho người khác làm. Dạ. Chẳng hạn như luật Obamacare cũng đã thất bại, không có làm dạ. được. Rồi một số các luật khác như về tu chính án, về thuế, dạ. về vấn đề các một số các cái dự luật mà Tổng thống Donald Trump muốn thì dạ. Tổng thống Trump đã trực tiếp nói với ông Chủ tịch Thượng viện như vậy. Dạ. Thì đó cũng là một cái dấu chỉ để cho thấy rằng Tổng thống Donald Trump đang một mình một ngựa đấy. Nhưng mà anh Mai Tuấn có đồng ý với em, kính thưa quý vị, là khi mà không phải là như truyền thông báo chí, bản thân cá nhân Khải cũng có quyền chỉ trích phê phán cái thành quả của Chủ tịch Thượng viện Mitch McConnell, đúng không ạ? Nhưng mà cái thái độ mà chỉ trích của Tổng thống Donald Trump rất là trịch thượng, giống như một kẻ cả, đúng không ạ? Giống như một cái người, giống như là chủ nhân ông hoặc là những người thượng cấp để mà la khiển trách một cái cấp dưới, thì không biết anh Mai Tuấn nghĩ sao? Đó cũng là một trong những cái mà nhiều nhà phân tích cho rằng rất có thể Tổng thống Donald Trump đã làm mất lòng nhiều người. Yeah. Ngay cả những người phải nói rằng có cái reputation, tức là có một cái uy tín rộng lớn ở trong Đảng Cộng hòa của ông, chứ đừng nói đến Đảng Dân chủ. Đảng Dân chủ đương nhiên là cách biệt rồi. Thì họ nói rằng thì là nhìn lại quá khứ từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền cho tới bây giờ, thì một số rất đông các cái nhà có uy tín, từng có uy tín hoặc là còn trong chính quyền hay là đã không còn trong chính quyền, đều không có lên tiếng để bênh đỡ, hay là đúng là ít nhất tỏ rằng là tôi cùng thuyền, cùng dòng với anh. Đúng vậy. Chúng tôi ra cái thí dụ chẳng hạn như là cựu Tổng thống George W. Bush, cả cha lẫn con. Rồi những người chẳng hạn như ông John McCain. Đấy. Thí dụ như khi ông John McCain bị một cái bệnh mà đã diagnose, tức là nói ông ta bị ung thư não, phải không? Đó là chuẩn đoán ạ. Đấy, thì chẳng hạn như Tổng thống Donald Trump không đến tận nơi được vì lý do chính sự, thì từ tòa Bái Cốc có thể gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng mà hai bên cũng không có gì vào. Ngược lại, Tổng thống đối đáp với Tổng thống Donald Trump khi ông John McCain trở lại Thượng viện chỉ với mục đích để bỏ phiếu cho healthcare, thì tưởng rằng thì sẽ ủng hộ mình, cuối cùng ta lại bỏ phiếu chống. Thì đó là những cái dấu hiệu mà thưa quý khán giả, và bây giờ lại đến lượt Chủ tịch Thượng viện của Đảng Cộng hòa. Thì đó là những dấu hiệu rất... Thưa anh Mai Tuấn, cho phép em nhảy vô tí xíu là, kính thưa quý vị, có lẽ Khải không dám dùng từ, nhưng mà Khải phải dùng, có là các lá sai lầm nếu có của Tổng thống Donald Trump, là giống như anh Mai Tuấn nói, ông nghĩ ông chỉ tấn công cá nhân một cái vị đó thôi, hoặc là cùng lắm là cái không. Người đó là Đảng Cộng hòa, thì dầu sao đi nữa là phía cái lưỡng viện cũng là có dân chủ, họ sẽ không có tấn công ông, họ sẽ không có binh vực người đó tại vì khác đảng. Nhưng mà kính thưa quý vị, ông quên một cái điểm là lưỡng viện là một cái định chế, phải không ạ, một cái institution. Thành ra khi mà những cái người kia họ thấy một cái người đồng viện của họ bị đối xử một cách là bất kính như vậy, thì đương nhiên họ có thể bỏ qua cái vấn đề đảng phái. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi lan man từ nãy tới giờ qua lại một vài cái tư tưởng và những sự nhận xét từ những lời đe dọa của Bắc Hàn cho đến sự phản pháo bằng miệng thôi của Tổng thống Donald Trump cũng như các viên chức Hoa Kỳ. Rồi lại bước sang cái chuyện là Tổng thống Donald Trump
có thể nói gọi là success, nhưng mà cũng gọi là success cho nó nhẹ nhàng thôi, chứ thực sự ra thì hâm dọa cũng đề nghị khuyến cáo, nhưng mà thực sự ra là rất đau đối với một vị lãnh đạo của một thượng viện như vậy. Thì chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.